Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các tầng lớp nhân dân và bà con kiều bào ở nước ngoài đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Một trong những đóng góp được ghi nhận chính là việc hiến tặng những tư liệu, hiện vật cung cấp các bằng chứng liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Những hiện vật này đã được trưng bày tại rất nhiều cuộc triển lãm trong thời gian gần đây tại các tỉnh thành trong cả nước. Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thời gian qua tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cho thấy giá trị to lớn của các tập bản đồ được trưng bày. Trong đó phải kể đến số lượng hơn 2/3 bản đồ là được nhân dân trong và ngoài nước hiến tặng. Qua đó cũng đã giới thiệu đến người xem những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều khiến nhiều người xem cảm thấy tự hào, xúc động là trong số hơn 150 bản đồ, tư liệu được trưng bày tại triển lãm này thì có tới hơn 2/3 trong số đó là do các cá nhân trong và ngoài nước sưu tập và hiến tặng. Tiêu biểu như tiến sĩ Mai Hồng, nguyên trưởng phòng tư liệu của Viện Hán Nôm Việt Nam với tấm bản đồ Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ, tức là toàn bộ bản đồ địa lý của đất nước. Là tập bản đồ Trung Quốc xuất bản tại Thượng Hải năm 1905 và tái bản năm 1910. Đây là tấm bản đồ do người Trung Quốc xây dựng và ấn hành thời gian đầu thế kỷ 20, phản ánh nhận thức đương thời của người Trung Quốc, quan chức, học giả đối với cương giới, lãnh thổ Trung Quốc thời điểm đó. Do vậy, bên cạnh giá trị về mặt lịch sử, nó còn là cơ sở giúp các học giả Việt Nam trong các nghiên cứu chủ quyền quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa hoặc các nghiên cứu chung về Biển Đông. Điều đáng chú ý là trên bản đồ toàn quốc và bản đồ tỉnh Quảng Đông chỉ vẽ đến đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam trên bản đồ là điểm cực nam của lãnh thổ Trung Quốc và bản đồ tỉnh Quảng Đông, chứng minh các quần đảo ở Biển Đông nằm ngoài lãnh thổ. Có thể khẳng định rằng cái hệ thống bản đồ hay là các cái bản đồ được đưa ra trưng bày hôm nay tại cái triển lãm hôm nay thì đánh giá một cách tổng quan rằng dưới giác độ luật pháp quốc tế cũng như thực tiễn xét xử quốc tế thì cái hệ thống bản đồ này được coi như là một trong cái bằng chứng rất quan trọng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Và cũng thông qua cái hệ thống bản đồ này thì nó chứng tỏ một cái điều rằng là Hoàng Sa, Trường Sa chưa bao giờ là của Trung Quốc. Thì đây là cái luận điểm chính chất. Và một cái điều thú vị nữa là ngoài cái hệ thống bản đồ của các nước phương Tây, tức là các bên thứ ba, thì có một số các hệ thống, các cái bản đồ mà do người Trung Quốc, bản thân chính quyền ở các cái chính quyền Trung Quốc trước đây họ vẽ, họ xuất bản, họ ban hành ấy, thì cũng đều thể hiện rằng Hoàng Sa, Trường Sa chưa bao giờ là lãnh thổ Trung Quốc, mà thường thể hiện đó là cực nam của Trung Quốc, chính là cực nam của đảo Hải Nam. Bản đồ dưới giác độ luật pháp quốc tế nếu như được lập ra một cách bài bản, khoa học, khách quan thì có thể là bằng chứng quan trọng góp phần khẳng định chủ quyền của một quốc gia đối với một vùng lãnh thổ nhất định nào đó, hoặc bác bỏ yêu sách chủ quyền không có cơ sở của các quốc gia khác đối với một lãnh thổ đó. Chính bản đồ của Trung Quốc cũng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc. Đây là điều rất quan trọng, càng khẳng định thêm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo. Một trong những giá trị to lớn trong những tập bản đồ tại triển lãm phải kể đến công lao của kỹ sư Trần Thắng, Việt Kiều Mỹ. Để có được 150 bản đồ minh chứng lãnh thổ Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam, kỹ sư Thắng đã phải móc hết hầu bao, lần la khắp các ngõ ngách, nơi có các hiệu cầm đồ ở Mỹ, thậm chí có những bản đồ anh phải sang tận Anh và Ba Lan để mua. Bộ sưu tập của mình thì bao gồm 150 bản đồ kéo dài trong vòng 400 năm, từ năm 1618 đến 2008. Trong 150 bản đồ thì bao gồm có 80 bản đồ của Trung Hoa, thì giới hạn miền Nam là đảo Hải Nam, 50 bản đồ vẽ Hoàng Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam. Trong số đó có những tư liệu quý rất có giá trị trong việc bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là Atlas Trung Quốc Địa Đồ, xuất bản năm 1908 bằng tiếng Anh. Atlas Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, do Tổng cục Bưu Chính thuộc Bộ Giao thông Trung Hoa Dân Quốc xuất bản năm 1919, được in bằng 3 thứ tiếng, Trung, Anh, Pháp. Các bản đồ được thiết lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện trên các bản đồ trong Atlas.
Vì thế mà cương giới cực nam của Trung Quốc trong các atlas này luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam mà không hề nói đến Hoàng Sa và Trường Sa. Như vậy, chính các bản đồ của Trung Quốc xuất bản đã bác bỏ yêu sách về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo này. Giá trị của nó là nó góp phần để khẳng định rằng là thứ nhất là Việt Nam, người Việt Nam, các chế độ quân chủ trước đây là liên tục có một quá trình khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền một cách hòa bình, lâu dài và đối với hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và cái thứ hai, nó cũng góp phần chứng minh rằng là người Trung Quốc là nó không có cái mối quan hệ gì đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà hiện nay họ nói là họ có chủ quyền lịch sử. Bởi vì trên các cái bản đồ do chính họ xuất bản từ các thời phong kiến cho đến các cái thời gần đây nhất như cái tập Atlas mà anh Thắng tặng là năm 1933 là rất gần đây, thì nó cũng không hề đề cập tới vấn đề đó. Cả bằng hình vẽ, cả bằng chú giải, cả bằng chữ nghĩa thì nó đều không có cái vấn đề như thế. Cũng như cái đó phương Tây họ cũng đã khẳng định trên các cái bản đồ mà anh Thắng và bản thân chúng tôi sưu tập, thì nó cũng góp phần chứng minh rằng là người Trung Quốc không có quan hệ gì đối với quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, mà lãnh thổ cực nam của họ chỉ đến cái phần cực nam của đảo Hải Nam. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hơn 150 bản đồ của Việt Kiều Trần Thắng. Viện đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tiến hành thẩm định đối với những bản đồ này, đồng thời xây dựng kế hoạch số hóa dữ liệu để công bố trên các trang mạng chính thức, tạo điều kiện cho người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế có thể tiếp cận với nguồn tư liệu quý giá này. Thực hiện chỉ thị số 33 CTTTG ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân. Tất cả các tổ chức, cá nhân muốn cung cấp thông tin liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng 1800-1771. Việc thiết lập đường dây nóng của Bộ Ngoại giao đã rất kịp thời và có giá trị để những công dân có tấm lòng với chủ quyền biển đảo có cơ hội được hiến tặng những hiện vật có giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Trong thời gian qua, các tầng lớp nhân dân và bà con kiều bào ở nước ngoài đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước thông qua việc hiến tặng những tư liệu, hiện vật, cung cấp các bằng chứng liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. Điều này cho thấy dù ở nơi đâu, những con người của Việt Nam vẫn luôn một lòng hướng về Tổ quốc. Kho tư liệu bản đồ được những người dân có tâm huyết và yêu nước sưu tầm đã thêm một lần nữa đóng góp quan trọng vào việc khẳng định lập trường chính nghĩa về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, giúp bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Trung Quốc, hiểu được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế. Vâng, và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Biên giới biển đảo quê hương tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.